giành huy chương vàng Olympic cùng tuyển Brazil khi các bé 2K4 vừa tốt nghiệp tiểu học. Anh chính là hiện thân rõ nét cho câu nói hồng nhan bạc phận. Dù đẳng cấp đã tiệm cận tới Rossi nhưng quả bóng vàng thì vẫn luôn ngoảnh mặt. Anh là truyền nhân cuối cùng của vũ điệu Samba, là nhân tố không thể thay ra của bộ ba MSN. Anh từng là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh với mức giá 6.000 tỷ, nhưng rồi cũng chỉ tranh đá pen với Edison Cavani. Đến khi không còn sân si thì anh lại quay xe làm idol top. Khi rô vẩu làm skill thì người ta gọi đó là ảo thuật. Nhưng hễ đôi chân pha lê của anh nhảy múa thì đối thủ lại biến anh thành bệnh nhân. Còn khi anh ngã trên sân thì họ lại vội trao cho anh giải Oscar diễn xuất. Chiến thần gắp bóng, nam thần lệ rơi, đệ tử thần bài, thiên tài CSGO, vũ công Samba tài hoa nhất top Neymar Junior.